Cảm ơn Hải. Cái điều này là cũng dễ hiểu thôi. Một cái người lãnh đạo cấp độ 5 á thì phải có đức khiêm cung. Mình nói là có đức khiêm cung, rất là khiêm tốn, cung kính. Khiêm tốn với những cái thành quả của mình và cung kính với những cái nhân viên dưới cấp của mình. Biết ơn những người nhân viên dưới cấp của mình vì thành quả mà đạt được không phải một mình anh ấy làm ra được, mà do một tập thể làm ra. Vậy thì khi mà thành công đó, thì anh phải nhìn ra cái cửa sổ đó. Ở đấy bao la lắm. Anh không thể mà nhìn vào cái gương đó là nhìn vào chính bản thân mình. Soi vào gương chỉ khi mình có lỗi, chứ còn soi vào gương để mà mình làm đẹp không phải cách của một doanh nghiệp, không có cách một CEO. Soi vào gương để tự vấn mình, đây cũng là một cái lời dạy của Phật. Khi mà có vấn đề, anh phải soi vào tâm anh trước. Và khi thành công thì anh đừng có ngạo mạn. Anh không được ngạo mạn. Anh phải biết thành công này không phải do một mình, do một tập thể. Nhìn qua cửa sổ để nhìn thấy bầu trời, để nhìn thấy sự bao la, tất cả những cái đó để tự vấn mình thôi.